Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Mâu Ni Phật. Xin lời chúng an toàn. Mình học xong hai tiết của kinh Sa Môn Quả rồi, có ai có cái ý định phát nguyện đi tu chưa? Kiếp sau hả? Không, tại mình mới học được đến hoàn cảnh thôi, cho nên mình chưa vào cái nội dung kinh, nên chưa phát tâm đó. Hôm nay mình học thì nhanh chút rồi hết cái bài này, thì tuần sau chắc là thấy có mấy người nữa cào đầu đi tu ha. Thầy có nhận không được con theo? Đây trên nó nóng lắm, chắc chứ không được, thì ở đây luôn đi cho khỏe, tôi đi chi xa. Một mình thì đi xa nó tốn sang người mà còn đi theo chứ. Sao ạ? Đi cà buông. Nhưng mà nếu mà ví dụ mà 15 ấy nó có cái len capo thì nhận, nhưng mà 15 không có. Công nhận là lên cao đẳng người khác thông minh thiệt, nói cỡ nào cũng được. Cảnh cao, nếu mà chân ngắn thì mình cố gắng, còn cao rồi thì khỏi. Sao ạ? Cẳng nó đau á, bây giờ mình ngồi xe mà đâu có phải đi bộ nhiều đâu. Mình còn nhớ tên kinh là cái gì không? Rồi, thôi một lần nữa, rác tiếng Anh nữa đi nè. Lại trả lời tiếng Pali nữa rồi. Hôm lên đây hôm nào mình đổi thành cái khác rồi đó. Monastic, hôm nay đổi nữa. Có cái này mỗi ngày mình một lên chứ. Hôm trước là homeless life thấy tội rồi, monastic life thì thấy nó cũng bình thường. Hôm nay cho lên cái này đi cho nó cao. Cuộc đời của hôm nay mình học mình sẽ thấy cuộc đời của Đức Phật và chúng tăng được gọi là holy life. Holy Life mà tiếng Pali nó cũng có thể dùng chữ Brahma Life. Nhưng mà chúng ta dùng một chữ thôi, dùng nhiều quá thì nó lẫn lộn. Holy Life nghe nó hay hơn đúng không? Brahma tức là Phạm. Phạm đây nó cũng có nghĩa là phạm hạnh đó. Thì cuộc sống của Đức Phật và Chư Tăng là cuộc sống phạm hạnh, cho nên là nhiều khi chúng ta dùng cái chữ này cũng được. Phạm thiên mới lại các cõi trời phạm là do họ cũng có giới đức, họ tu tập có giới đức mà họ mới được sinh về những cái chốn đó. Cho nên là chữ phạm ở đây cũng có nghĩa là phạm hạnh. Rồi chúng ta đi hết được tên kinh rồi tóm tắt rồi hoàn cảnh xong rồi. Chúng ta hoàn cảnh thì chúng ta còn biết là hoàn cảnh nó là do ông Nga Xà Thế đúng không? Nguyên nhân là do ông Nga Xà Thế. Rồi qua cái phần hoàn cảnh này chúng ta thấy được mấy cái điều gì? Rồi chúng ta học được cái gì? Yên lặng như chánh pháp. Đúng rồi, cái này là lớn nhất. Còn chúng ta có cái im lặng sấm sét đúng không? Nhớ mà tránh cái im lặng sấm sét đó nha. Cái im lặng chánh pháp tức là sao? Tức là đến đây chúng ta ngồi im tại chỗ đúng không? Thầy cũng ngồi im luôn cho nó giống im lặng như chánh pháp. Và im lặng như chánh pháp tức là như nào? Chúng ta nhớ là trong luật có cái câu chuyện làm sao, tức là
có một số các tỳ kheo vào cái ngày Bồ Tát đó. Bồ Tát các tỳ kheo nhóm họp lại, nhưng mà ban đầu khi mà Phật giới mới chế cái này đó, chưa có cái luật gì đó, thì các tỳ kheo nhóm họp ngày Bồ Tát, các ngài ngồi im lặng. Im lặng thì bị một cái phản ứng rất là dữ dội. Họ nói rằng là các cái đạo khác họ tới thì họ sinh hoạt vui vẻ, còn các tỳ kheo tập trung ngày Bồ Tát mà im lặng giống như là, nói xin lỗi cái này, họ nói cũng tệ hại, đang nói là giống như mấy con heo đần độn vậy. Chúng ta thấy là im lặng thì nó phải im lặng như chánh pháp, nó khác với lại cái đến mà chúng ta ngồi im. Không, mình mở miệng là mình nói rồi, hết im lặng rồi. Sao ạ? Đúng, chính xác. Chúng ta chỉ có làm hai việc thôi, tức là nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp, tức là tức gì? Im lặng đây tức là chúng ta vào thiền ạ. Chúng ta tư duy thiền định ở trong đây chúng ta có này. Rồi để lát nữa đến lúc đấy nói đi. Có bài hôm nay cũng dài, cố gắng hôm nay cho hết bài này luôn đi. Rồi chúng ta tạm thời biết im lặng như chánh pháp, tức là chúng ta tư duy thiền định. Chứ không phải chúng ta đến chúng ta ngồi im ấy thì nó uổng phí thời gian lắm. Rồi còn một cái nữa, trong cái phần hoàn cảnh đó, chúng ta có học đó, tức là chúng ta phải là cái người cởi mở, tức là mở nút đó, giống như là ông Sở Thế, ông ấy bị bí lời, ông ấy không có nói được với Đức Phật và Chư Tăng, thì chúng ta giống như ông Jivaka đó, Jivaka ông Kỳ Bà đó, là chúng ta mở lời để cho ông ấy có thể tiếp cận được với Đức Phật và Chư Tăng, được chưa? Rồi chúng ta xong phần hoàn cảnh, hôm nay đi vào chánh kinh nha. Chánh kinh chúng ta có mấy phần hả? Có 3 phần. Phần thứ nhất là đối thoại. Đối thoại của A Xà Thế và Lục Sư Ngoại Đạo. Chúng ta mở trang số 59 ra. 59 phần số 15 đó, là bắt đầu bước vào hội thoại của A Xà Thế mới lại 6 vị lục sư ngoại đạo lúc bấy giờ. Thì sau cái phần hoàn cảnh này, cái phần trang trước 58 đó thì ông vua A Xà Thế ông mới nói, thì sau khi mà thấy được cái sự nghiêm trang của Đức Phật và Chư Tăng đó, thì ông ấy nói rằng là ông cũng đã hỏi đến gặp 5 vị đạo sư, và ông đặt ra những cái câu hỏi rất là thiết thực của đời sống sa môn, là có cái lợi ích gì cho xã hội, vì lúc đó là các cái người trong xã hội thời bấy giờ như là những cái người nông phu rồi thợ dệt vân vân. Ở trang số 58, 59 đó, thì công nghiệp trước này như điều tượng sư, điều mã sư, sa thuật sư, cuối trang 58 số 14 đó, là họ đều mang lại cái lợi ích cho xã hội. Vậy thì sa môn có cái lợi ích gì? Chúng ta thấy là câu hỏi rất là thiết thực, mà chúng ta mà không trả lời được thì giống như lục sư ngoại đạo đó thì sẽ làm mất niềm tin. Thì ông nói là ông hỏi những câu hỏi thiết thực này đối với 6 lục sư ngoại đạo mà họ không có trả lời được, thì ông cũng hỏi một câu hỏi tương tự với Đức Phật. Thì trước khi mà Đức Phật trả lời đó, thì Đức Phật chúng ta thấy là Ngài hỏi ông ấy, Ngài hỏi ông ấy là có thể nói được là cái câu chuyện đã xảy ra giữa ông A Xà Thế và 6 vị đạo sư thời bấy giờ là như nào không. Thì ông nói rằng là có thể được. Thì ông ấy, cái người thứ nhất ông ấy gặp là ông Purana. Cái ông thứ nhất là Purana Kasapa, ông ấy đến và sau khi chào hỏi cái phần số 16 đó,
Thì chào hỏi xong thì ông cũng nêu câu hỏi rằng là tất cả những cái thành phần trong xã hội đều làm ra của cải vật chất lợi ích cho xã hội. Vậy thì sa môn có cái lợi ích gì? Thì ông Purana ông trả lời này, ở trang số 60, phần số 17 đó. Thì Bạch Thế Tôn khi nói vậy, Purana Kassapa đã nói với con: này đại vương, tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người phiền muộn, gây nạo áo hay khiến người gây nạo áo, tự mình sợ hãi khiến người sợ hãi, sát sanh lấy của không cho, phá cửa mà vào, cướp bóc đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, thông tư vợ người nói láo, hành động như vậy không có tội ác gì, vân vân. Rồi thì rõ ràng là không được rồi. Chúng ta đọc xong vừa rồi thì chúng ta thấy là cái quan điểm của ông này là thuộc về cái gì? Thì xong là hết rồi đó, thì tức là tất cả mọi thứ gây ra như trong cái bài kinh đầu tiên mình học đó là bài Phàm Vọng đó, thì cái kiến này của ông này là thấy biết là thuộc về cái gì? Thì rõ ràng là tà kiến rồi. Tà kiến thì ông nào 62 cái? Dạ đúng rồi, tức là mình có học 3 cái đó là cái gì? Chia ra thì tương lai với quá khứ thì có thời gian đó. Thời gian thì nó nhiều thứ quá, chúng ta đi vào cái thứ hai đi. Cái thứ hai là nhận định á, nhận thức á. Nhận thức thì nó có cái gì? Có vô hành kiến, vô nhân. Rồi cái gì nữa? Vô hữu kiến. Rồi bây giờ ông này nói là tất cả những cái hành động như vậy đó thì không có tội ác gì hết. Vậy là ông ấy thuộc cái gì? Dạ đúng rồi, vô hành. Lấy cái số đi cho nhanh. Hai tức là vô một, thuộc về một là vô hành kiến. Chúng ta thấy là rất rõ ràng rồi, là tất cả những hành động như vậy không có tội tác gì thì rõ ràng nó thuộc về vô hành kiến. Thì ông ấy trả lời mà hồi như vậy thì ông vua ông ấy nói rằng là số 18 đó, thì ông nói rằng ông đưa ra cái ví dụ cũng hay lắm, nói là bây giờ hỏi về quả của sa môn thì lại trả lời là nghiệp thiện ác, thì ông nói rằng là giống như hỏi về trái mít trả lời trái xoài, tức là hỏi một đường trả lời một nẻo. Và chúng ta thấy là cái đoạn này chúng ta cũng phải học tập ông ấy này. Số 18 đó, làm sao một người như con lại có thể là một vị sa môn bà la môn, thấy chỗ đấy không, trong một kép đó, làm sao một người như con lại có thể là một vị sa môn hay bà la môn ở trong nước con không được vui lòng. Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con không tán thán, cũng không cật nạn lời nói của Purana Kassapa. Không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện, cũng không xuất ra lời bất mãn. Không công nhận, cũng như không bác bỏ, con từ bỏ chỗ ngồi, đứng dậy, ra về. Hay đấy. Thì cái đây là cái thái độ mà chúng ta thấy là rất giống với Đức Phật và của ông gì? Chúng thấy là một cái vị vua nhưng mà tinh thần rất là bao dung, mặc dù tức là và sau này Mỹ của chúng ta đó gọi là tự do ở Mỹ đó, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, đúng không ạ? Chúng ta thấy là cái cuộc sống tinh thần ở bên Ấn Độ nó rất là quan trọng, ai họ cũng phải theo một cái đạo bất kỳ nào đó, mà nhất là người Việt Nam hồi mà thầy sang bên Ấn Độ học không vậy? Có một số đứa sinh viên nó sang đấy nó học, xong rồi mấy đứa Ấn Độ nó hỏi là mày theo tôn giáo nào? Thì mấy đứa nó ở Việt Nam thì thường thường chúng ta thấy là trẻ con là nó cứ ghi là tôn giáo là gì? Là không. Rồi nó cũng không theo gì hết, tức là không theo đạo Phật, cũng không theo đạo Lão, cũng không theo đạo Thiên Chúa vân vân. Nó trả lời là ta không theo đạo nào hết. Nghe xong bọn Ấn Độ nó tá hỏa rồi, nó không biết là sao. Và cái thằng này nó sống cái kiểu gì mà nó không có cái niềm tin chân lý gì hết, nó sống vậy nó biết bám víu, nó biết nương tựa vào ai.
chúng ta thấy là cái con người Ấn Độ vậy thôi, nhưng mà cái cuộc sống tinh thần của họ rất là cao, tức là bao giờ họ cũng phải có một cái lý tưởng sống. Hồi đấy mấy đứa sinh viên nó sang nó trả lời tao không theo đạo nào hết, là chúng nó ngạc nhiên lắm, chúng nó không hiểu là cái thằng này nó sống cái kiểu gì. Thì đó, chúng ta thấy là cái đoạn vừa rồi là chúng ta rất đáng học tập ông Nga Xà Thế. Đây là một cái vị vua ở một cái vị trí rất là cao, nhưng mà ông rất là tôn trọng người khác. Và ở đây chúng ta cũng thấy là giống như trong cái bài kinh Phạm Vọng đó, tức là ông ấy không mãn nguyện nhưng mà không bất mãn. Là chúng ta thấy gì? Trung đạo quá rồi. Tức là cái bài kinh lần trước chúng ta học, bài kinh Phạm Vọng là gì? Tức là trước khen chê đó. Rồi là cái gì? Tức là chúng ta giữ thái độ bình lặng trước khen chê đó. Cái này gọi là ông ấy chưa tu nhưng mà cũng gần được bát phong sư bất động rồi đó. Tức là tức là điềm tĩnh trước khen chê. Cái bài lần trước chúng ta học đó, đó là một cái thái độ mà chúng ta nên học hỏi. Tức là mặc dù ông ấy không có ưa, không có thích cái quan điểm này, nhưng mà tôn trọng cái vị đó, cho nên ông ấy giữ im lặng và ông ấy ra về thôi. Còn quan điểm của ai người đó giữ. Được chưa? Thì đó là cái vị đạo sư thứ nhất, là ông Purana Kassapa. Chúng ta sang cái vị thứ hai là Makkhali Gosala. Makkhali Gosala. Rồi, để đọc cái này lên xem chúng ta thấy là ông thuộc cái nhận thức nào nha. Số 20, trang số 61. Bạch Thế Tôn khi nghe nói vậy, tức là câu hỏi mới lại cái phần đầu phần cuối là giống như cái vừa rồi chúng ta đọc, mà chỉ có cái phần trả lời của ông này là khác thôi. Bạch Thế Tôn khi nghe nói vậy, Makkhali Gosala đã nói với con: Này Đại Vương, không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô, vô nhân, vô duyên. Các loài hữu tình bị nhiễm ô, không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh, vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh, vân vân. Rồi đến bốn dòng sau này, chúng bị dẫn dắt chi phối bởi định mệnh, bởi điều kiện bộ loại, bởi cá tính. Chúng hưởng thọ khổ lạc y theo sáu loại thác sinh của chúng, vân vân, cho đến... rồi 700 Purava, 7 vực thẩm, vân vân. 40 đại vạn kiếp trong thời gian ấy, kẻ ngu và người trí sau khi luân chuyển luân hồi sẽ tận trừ khổ đau, vân vân. Rồi trước cái số 21 đó là ví như một cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến mức độ nào đó, cũng như vậy kẻ ngu và người trí sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ tận trừ khổ đau. Rồi vậy là ông này ông theo cái thuyết gì? Đúng rồi, vô nhân kiến. Nên là không có nguyên nhân, ngay cái phần đầu tiên chúng ta đã thấy rồi đấy. Ngay dưới chỗ 20 đó, không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh, tức là tự nhiên được thanh tịnh. Và tự nhiên thì nhiễm ô, tự nhiên thanh tịnh. Chúng ta sang cái trang số 62, chúng ta đọc này. Rồi Bạch Thế Tôn khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của Sa Môn, Makkhali đã trả lời với thuyết luân hồi tịnh hóa. Ông này là luân hồi tịnh hóa. Cái thuyết của ông tức là gì? Tức là luân hồi tịnh hóa, tự nhiên rồi nhiễm ô, rồi tự nhiên rồi sẽ thành tự thành tịnh mà thôi. Tức là sống chết một hồi, tức là cứ luân chuyển đi, sinh ra rồi cứ sinh ra rồi chết đi, rồi cứ một lèo rồi tự nhiên chúng ta được giác ngộ thôi. Tức là không có phải làm gì hết, tự nhiên mà chúng ta được. Thì nó thuộc về vô nhân kiến là số 2. Chúng ta sang ông tiếp theo là Ajita Kesa Kampali. Ajita Kesa Kesa Kampali.
Trăm Bali. Rồi chúng ta đọc xem ông nào nói cái gì. Ở số 23, trang số 62 đó. Bạch Thế Tôn khi hỏi vậy, Ajita Kesa Kambali đã nói với con: này đại vương, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không tế tự, không dị thục các nghiệp ác, thiện ác, không đời này, không đời sau, không mẹ, không cha, không loài hóa sanh ở đời, không có sa môn, không có bà la môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng trí giác ngộ đời này và đời khác truyền dạy lại. Con người này là do bốn đại hợp thành, khi mệnh chung, địa đại trả lại cho địa giới, thủy đại cho thủy giới, hỏa đại cho hỏa giới, phong đại cho phong giới, các căn nhập vào hư không. Bốn người gánh quan tài với người nằm trong quan tài là năm, gánh người chết mang đến chỗ hỏa táng, thốt ra những lời tán tụng xương trắng như màu bồ câu và vật cúng dường trở thành tro bụi. Chỉ có người ngu mới tán dương bố thí, lời nói của chúng chống không giả dối khi chúng chấp có thuyết sự sống. Kẻ ngu cũng như người trí sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không còn tồn tại sau khi chết. Là ông ấy theo cái thuyết gì? Là đúng rồi. Là. Là. Mà như ở trang số, nếu mà theo cái thuyết, cái nhận thức thứ ba mà chúng ta thấy đó, cái này thì ở trong sách nói rất rõ, cho nên là chúng ta có thể tức là chia theo cực đoan á. Chia theo cực đoan ấy thì ông này thuộc về đoạn diệt. Số 24 là Bạch Thế Tôn khi con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của sa môn hạnh thì Ajita Kesa Kambali trả lời với thuyết đoạn diệt. Nên là nếu mà chia chúng ta 62 cái tà kiến đó thì chia theo thời gian thì chúng ta có 18 của quá khứ và 44 của tương lai, còn nhớ đúng không? Rồi chia theo nhận thức thì chúng ta có vô hành, vô nhân, vô hữu. Chia theo cực đoan thì có thường kiến và đoạn kiến. Thì ông này, ông ấy thua. Nếu mà chia theo nhận thức thì ông thuộc hữu, vô hữu kiến. Còn chia theo cực đoan thì ông thuộc thuyết đoạn diệt. Thì cũng đúng như vậy. Ông vua A Sa Thế ông nói rằng là hỏi trái xoài trả lời trái mít, không qua trúng mục đích gì hết. Rồi chúng ta đi sang một ông nữa là Pakkutha Kacchayana. Rồi, chúng ta xem ông này ông nói cái gì. Ở số 26, Bạch Thế Tôn khi được nói vậy, Pakkuda Kacchayana nói với con: này đại vương, có bảy thân không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá, chúng bất động, không chuyển biến, không xâm phạm nhau. Chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả khổ và cả lạc. Bảy thân ấy là gì? Là địa, thủy, hỏa, phong, khổ, lạc và mạng. Bảy thân này không làm ra, không bị làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sinh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá, chúng bất động, không chuyển, không bị xâm phạm vào nhau. Chúng không ảnh hưởng đến lạc khổ, hoặc cả lạc cả khổ. Ở đây không có người giết hại, hoặc có người bị giết hại. Người nghe hoặc người nói, người biết hoặc người khiến cho biết. Khi một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén chém đầu, thời không có ai tước đoạt sinh mạng của ai. Lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi. Nên là chúng ta thả sức chém giết không có tội, bởi vì cái đó là chúng ta chém vào đất thôi, chém vào nước thôi. Chúng ta làm ra từ đất nước, và có chém vào đất cũng không có chết. Và chính vì thế mà ông ấy, cái quan điểm của ông nó mới như vậy đấy, tức là chém vào đất thì vẫn là đất thôi, con người đâu có bị sao đâu, chém vào đó người chết thôi, chứ gần đất nó vẫn là đất, vẫn còn tồn tại mà. Thì nó, ông mới nói là nó đứng vững như đỉnh núi, không có gì lay chuyển được. Vậy là ông này ông theo cái thuyết gì? Cái gì ạ? Bỏ thường tại như đỉnh núi mà sao lại thành đoạn kiến hả? Nè, cái này thì trong nhận thức nó không có, nhưng mà cái thuyết của ông gọi là thuyết bảy thân. Thuyết bảy thân và nó thuộc về thường kiến, tức là có bảy yếu tố làm ra cái thân mạng của chúng ta đó, là đất nước gió lửa rồi cái gì nữa, khổ lạc và mạng. Thì trong đó là có bốn cái là thuộc về thân,
ba cái là thuộc về tâm đó, là đất nước gió lửa là thuộc về thân, còn khổ lạc và mạng là thân. Thế nói là bảy cái yếu tố này là nó luôn luôn tồn tại, không bao giờ mất đi, tức là thường kiến rõ ràng đúng không? Là đất nước gió lửa thì là thuộc về bốn cái chất đầu tiên, nó thuộc về thân, tức là tạo ra cái thân của chúng ta, là trong sách có đó. Rồi ba cái sau nữa là khổ lạc và mạng, là thuộc mạng á, mạng là mạng sống của chúng ta đó. Cái mạng đây tức là ý ông không phải là cái mạng sống mà cái thân thể chúng ta là cái này rồi. Cái mạng đây tức là ý muốn nói đến là cái linh hồn á. Có một cái linh hồn là nó tồn tại vĩnh cửu ở trong đó. Cái mạng sống của chúng ta nó luân chuyển đó. Thì ông này ông thuộc về cái thuyết thường kiến. Nhà được chưa? Rồi, chúng ta sang đến cái ông thứ năm này, là cái ông mà rất gần gũi với chúng ta đó. Ông này lý thuyết mà chúng ta gặp nhiều và cũng thấy là cái lý thuyết của ông cũng rất là nổi tiếng, Nigantha. Nigantha Nataputta. Đây là một trong những cái vị đạo sư rất là có tiếng thời bấy giờ và thậm chí như thời nay. Như có một lần nói đó, ông ấy là một số các cái trường đại học ấy là vẫn còn treo cái hình của ông ấy theo cái chủ trương của ông ấy. Bởi vì họ tu hành cũng rất là cẩn thận. Chúng ta đọc chúng ta thấy này, ở số 29 trang số 64 đó. Bạch Thế Tôn khi được hỏi vậy, Nigantha Nataputta nói với con: Này đại vương, một người Nigantha, tức là Nigan tử đó, sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này đại vương, thế nào là một Nigantha sống chế ngự với bốn loại cấm giới? Đây là bốn cấm giới này. Này đại vương, một Nigantha sống giữ gìn đối với tất cả loại nước, giữ gìn đối với mọi ác pháp, sống tẩy sạch tất cả ác pháp và sống ý chí giữ gìn đối với tất cả ác pháp. Này đại vương, như vậy một Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này đại vương, vì một Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới nên vị ấy được gọi là Gatato, một vị đã đến đích Gatato. Chúng ta còn nhớ cái chữ này không? Còn nhớ không? Tôn hành giả đó. Hôm nọ có nói rồi đấy. Nhưng mà không có chữ tôn đó. Thì nó từ cái chữ Yatato này, là từ cái chữ này ra đó. Tức là một vị hành giả đã tu hành tự điều phục cái tâm của mình đó. Và Thitato, một vị đã an trú được tự tâm. Rồi, bốn cái giới cấm của ông Nigantha này. Thứ nhất của ông ấy là giữ gìn với các loại nước. Nghe từ. Hai, giữ gìn với mọi ác pháp. Ba là cái gì? Giữ gìn với loại nước, giữ gìn một ác pháp, tẩy sạch tất cả ác pháp. Tẩy sạch tất cả ác pháp. Bốn là cái gì? Ý chí giữ gìn ác pháp. Dạ, chúng ta cứ từ từ. Bởi vậy cho nên mới phải viết cái này ra, sợ chúng ta không hiểu đó. Ý chí giữ gìn mọi ác pháp. Vừa nãy chúng ta nói nước là làm sao?
À không không, ở đây không phải là thiếu nước là chết. Tất nhiên thiếu nước là chết rồi, nhưng mà họ giữ gìn với nước ở đây đó, là họ giữ gìn là họ không bao giờ uống nước lạnh. Cũng không phải khổ hạnh. Cái này chưa vào khổ hạnh. Không uống nước lạnh để cho chúng ta thấy tại sao không uống nước lạnh này. À không, Ấn Độ họ khỏe lắm, đến tận bây giờ cũng vậy. Khi mà cái thầy sang đấy học ấy là phải mua nước người ta lọc để uống, mà họ ra nước họ vòi uống luôn à. Giống như ở Mỹ mình cái nước ở vòi đó mình đâu dám uống đâu, đúng không? Chúng ta phải lọc nước chúng ta mới uống. Còn họ cứ ra vòi họ hứng nước họ uống, cho nên họ khỏe lắm. Họ quen với cái cách sống bây giờ, cho nên là vi trùng họ không có làm gì được họ. Chứ mấy người mà sang Ấn Độ mà học mà uống theo kiểu họ là về là bị thần hết à. Xoài thần hết, nhưng mà họ thì họ không bị sao vì họ quen từ nhỏ rồi. Họ không uống nước lạnh ấy, là cái chủ trương họ đấy, chúng ta thấy là họ giữ giới cũng rất là kỹ. Họ sợ nước lạnh nên là có vi trùng, họ không dám uống. Và cái lòng bi của bên bi tức là Ahimsa đó. Ahimsa tức là vô hại, là cũng là một trong những cái chủ thuyết rất nổi tiếng của cái đạo Nigantha này. Ahimsa tức là vô hại. Dạ, từ từ. Ahimsa tức là vô hại mà chúng ta có cái ông vô não Angulimala đấy, tức là ông ấy tên là Ahimsaka tức là vô hại. Tức là khi mà mới sinh ông này ra là ông cũng thông minh và cũng rất là từ bi, nhưng mà sau này thì nghe suối dạy của ông thầy cho nên mới trở nên khổ vậy thôi. Thì họ không uống nước lạnh nữa là họ sợ chết vi trùng, họ cũng không nấu nước luôn mà họ phải dùng cái lọc nước. Cái đấy lọc nước mà sau này đạo Phật chúng ta cũng có đấy, một trong những cái điều kiện để mà thọ giới là chúng ta phải có cái gì? Ông đang hỏi là cả ba điều kiện luôn đi. Y đúng rồi. Y bát đáy lọc nước. Có rất nhiều các điều kiện khác nhau, có thể có 6 hoặc có 7, nhưng mà 1-3 cái mà bắt buộc phải có là phải có y, bát và đáy lọc nước. Và họ không có bao giờ uống nước lạnh là họ sợ chết vi trùng, và luôn luôn uống là họ phải lọc nước. Cho nên là họ sống giữ gìn với tất cả loại nước, tức là rất cẩn thận khi mà uống nước là họ sợ chết vi trùng. Thì cái thứ hai là giữ gìn tất cả mọi ác pháp. Thì cái này cũng rất dễ thôi, thì tức là họ không có làm điều ác thôi. Thưa thầy, lọc như vậy thì nó dính, thì cái lọc nó cũng chết rồi. Không, lọc, họ lọc nước ra, tức là những con vi trùng mình không thấy, nhưng mà khi mà cái vải mình lọc ấy là vi trùng nó hạn chế một cách tối đa, tức là chúng ta lấy cái nước chúng ta uống thôi, còn cái lọc ở trên là nó thả lại hồ. Nó thả lại để cho nó, nếu mà có vi trùng là nó sẽ sống. Nhưng mà không uống, không lọc chứ sao, cái lọc rồi nó vẫn lạnh mà. Đây là giữ gìn các loại nước, tức là nước lạnh ở đây ý muốn nói tức là cái nước mà nó phải lọc đó, nó phải lọc á. Nên là ở kinh nói không có rõ, tức là các cái tất cả các loại nước mà còn chưa đun ấy, tức là nước đun ấy họ không có dám uống sợ chết vi trùng, và tất cả các loại nước lạnh nó uống một cách cẩn thận đó, ý của họ là như vậy. Bốn cái giới này cũng rắc rối lắm cho nên mình phải nói một chút. Giữ gìn mọi ác pháp thì cái này có gì thắc mắc không? Cái này dễ quá rồi, tức là đừng có làm ác thôi. Rồi tẩy sạch các ác pháp là như nào? Cái này ác pháp rồi, giữ gìn mọi ác pháp rồi, tẩy sạch các ác pháp nữa là sao? Cái này giữ gìn rồi thì cũng là diệt trừ. Cái đấy rất là gần đúng đó, tức là sao? Cái này đó là thuộc về thân. Đúng rồi, cái này thuộc về tâm. Hai cái anh chàng dưới này là thuộc về tâm. Tức là tẩy sạch các pháp, tức là ý, tức là giống như mình gọi là cái gì? Tức là diệt đến mức mà gọi là tùy miên á. Tức là họ sống thì chúng ta thấy là họ cũng rất là dữ dội đó, tu cũng rất là miệt mài. Ý chí giữ gìn mọi ác pháp này, tẩy sạch mọi ác pháp này, tức là hai cái này nó thuộc về tâm.
tức là họ muốn diệt tận gốc luôn á, thấy không? Thì mặc dù là họ giữ, chắc cái này hình như con nói rồi đấy, mặc dù họ sống cũng rất là tốt như này, nhưng mà có một cái điều mà khiến cho đi tiền tử thành tà kiến là chúng ta có biết là cái gì không? Sao? Đấy là họ chủ trương nghề nghiệp đó. Đúng, tức là họ chủ trương nghề nghiệp, tức là cái thân này là một cái đống tội lỗi, như trong kinh Bát Đại Nhân Giác chúng ta học đấy, thân là một cái nguồn tội, tức là tội từ quá khứ, tội từ bao nhiêu đời trước, cho nên phải hành hạ cái thân này để cho nó đau khổ, để cho nó không còn tham dục nữa. Cho nên học kinh Bát Đại Nhân Giác chúng ta cũng cẩn thận đó, thân cái câu đó là cái gì hả? Học rồi đúng không? Thân thì ác nguyên, tội đệ nhất, đệ mấy hả? Tâm thì ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quan sát tiệm ly sinh tử, đúng không? Rồi cũng mày còn nhớ. Tức là cái gì? Tức là cái thân này là một đống để chứa các cái tội lỗi, còn tâm này là một khối để chứa các cái tội lỗi. Nhưng mà chúng ta thấy là học kinh á, là chúng ta phải cẩn thận, không có là chúng ta hiểu lầm đó. Đó là nói là chúng ta mới nói có một mặt của nó thôi. Tức là khi mà chúng ta còn là phàm phu đó, kinh Bát Đại Nhân Giác tức là 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân đó, phải hiểu được lúc đó là chưa giác ngộ mà, lúc đó ta còn phàm phu, thì rõ ràng cái thân này là một cái đống chứa tội lỗi. Nếu mà chúng ta không cẩn thận, không luôn luôn chú ý quan sát lục căn đó, thì nó là một đống các cái tội lỗi. Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy là nó cũng là một cái nguồn của an lạc. Chứ không, nếu mà chúng ta học mà chúng ta đọc kinh một chiều đó thì chúng ta rơi vào cái gì? Cực đoan. Đúng là một cực đoan, nhưng mà ở thế gian nó vẫn gọi mình là cái gì? Gọi là yếm thế. Khi mà chúng ta chưa giác ngộ thì chúng ta phải hiểu được cái điều đó, để chúng ta đừng có rơi vào tham dục để mà vượt lên. Còn nếu như mà không có cái thân này thì chúng ta lấy gì chúng ta tu? Cũng giống như là chúng ta đi qua qua sông thì chúng ta cần phải có cái đò, muốn đến bến rác thì chúng ta phải nhờ có cái thân này mà thôi. Không có cái thân này thì lấy cái gì tu? Khi mà chết rồi thì biết chúng ta lặn hụp đến biết bao giờ mới được lại làm người nữa để mà tu. Thì bốn cái giới luật của ni kiền tử này biết rồi đúng không? Rõ rồi đúng không? Thì họ có một cái quan niệm sai lầm, tức là họ chủ trương, tức là cái nghiệp là cái tức là chúng ta là một cái nguồn tội lỗi, cho nên là họ hành xác một cách cực đoan để diệt cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà Đức Phật hình như trong bài kinh Trung Bộ chúng ta có học rồi đó, nếu họ chủ trương thân phạt, khẩu phạt và ý phạt, trong đó thân phạt là nặng nhất, thì Đức Phật đã bác bỏ cái quan điểm đó và nói rằng là ý mới quan trọng. Thì chính vì họ cho rằng là thân nghiệp là quan trọng ấy, cho nên là họ mới hành xác để mà diệt tội quá khứ. Mà họ nói rằng là khi mà diệt hết nghiệp quá khứ đó mà không tạo nghiệp mới nữa thì là sẽ được giải thoát giác ngộ. Thì đó là rơi vào một trong những cái tà kiến, là cho rằng thân nghiệp quan trọng. Chính vì cái thấy biết sai lầm đó mà khiến họ đã rơi vào cái tà kiến mà không được giải thoát giác ngộ, mặc dù tu hành rất là cẩn thận. Rồi chúng ta xong được 5 vị rồi. Cái này xóa nhé. Hai cái trước là thuộc thân, hai cái sau là thuộc tâm, thế thôi. Rồi chúng ta sang cái ông cuối cùng. Samyanya. Samyanya Belatiputta. Là chúng ta đọc xem ông này ông chủ trương như thế nào nhé. Số 32, trang 65, Bạch Thế Tôn, tức là cũng câu hỏi giống như vậy đó.
Khi được nói vậy thì Sanjaya đã trả lời với con, nếu anh hỏi có một thế giới khác hay không, nếu tôi nghĩ có một thế giới khác, tôi có thể trả lời với anh có một thế giới khác, nhưng tôi không nói là như vậy, tôi nói là như thế kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói không phải thế, tôi không nói không phải như thế, vân vân. Đúng vậy thôi, thì chúng ta thấy ông này là chủ trương gì? Đúng rồi, ba phải. Chúng ta nhiều khi ở đây chúng ta cũng hay ba phải lắm, hỏi là anh nghĩ như thế nào mà chắc cũng có lẽ như vậy, chắc đúng rồi đấy, có khi là cũng gần gần đúng. Thì ba phải tức là gì? Trong 62 đại kiến lần trước chúng ta học đó, là ông này thuộc về gì? Ngụy biện luận, tức là nói vòng vo tam quốc. Là sao ạ? Dạ đúng rồi, không có lập trường, mà lần trước chúng ta có học các cái lý do mà ông ấy nói lung tung là bởi vì ông ấy dốt nhưng mà muốn làm đạo sư, muốn làm thầy người ta. Hoặc là sợ sai, hoặc là sợ người trí thức họ bắt bẻ lại mà không trả lời được, vân vân. Rồi chúng ta đã xong 6 cái không biết hôm nay còn có 5 phút nữa, vậy không biết là có kịp hết bài hôm nay. 10 phút, 12 phút nữa rồi. Rồi chúng ta xong 6 ông đạo sư. Và bây giờ vậy thì qua 6 cái câu trả lời này chúng ta rút ra được một cái điều gì? Qua 6 cái câu trả lời của 6 ông đạo sư này, chúng ta thấy được cái điều gì? Chúng ta thấy là ở đây các ông ấy, ông A Xà Thế, ông đã nói một cách rất là rõ ràng, tức là hỏi trái xoài trả lời trái mít. Tức là sao? Chúng ta thấy là rõ ràng là cái tương tự với chúng ta cũng vậy. Nếu như mà Đức Phật mà trả lời không khéo léo đó thì Ngài cũng sẽ rơi vào cái tình cảnh như thế này. Và ở đây chúng ta rút ra một cái điều là gì? Họ hỏi cái gì chúng ta trả lời cái đó. Đúng rồi. Tức là nhắm đến trọng tâm. Tất nhiên là nhiều khi cũng phải phân tích hay là cái gì đó để làm người ta hiểu. Nhưng mà chúng ta rút ra một cái điều quan trọng ở đây, tức là gì? Không phải rằng là chúng ta thấy là đạo Phật như chúng ta vẫn biết đó là thật. Đúng rồi. Rất là hay rồi đó, là tốt đẹp. Mà Đức Phật nói rằng gì? Chặng đầu luận ngược là cho giữa đầu phải đến giữa chứ. Đầu giữa cuối, ba chặng đều thiện, tức là ba chặng đều tốt đẹp đó. Thì chúng ta thấy là một cái đạo Phật rất là tốt đẹp rồi, nhưng mà không phải chúng ta muốn nói gì chúng ta nói. Họ hỏi rằng là có nước uống không? Thì trả lời rằng là đạo Phật nói tứ diệu đế gồm có khổ tập diệt đạo. chúng ta thuộc cái bài đấy rồi mà chúng ta cứ mang bài đấy ra chúng ta diễn thôi. Thì hỏi tại sao tôi hỏi nước mà trả lời khổ tập diệt đạo, bởi vì làm sao? Bởi vì Đức Phật nói rằng là cả cuộc đời 49 năm Ngài chỉ nói khổ và diệt khổ. Chúng ta chỉ nói điều đó thôi được rồi. Thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta mà họ hỏi trái xoài, chúng ta trả lời trái mít thì cũng rơi vào tình cảnh của 6 cái ông này. Thì chúng ta sẽ không được một cái lợi ích gì hết cho cuộc đời này. Và không được một cái lợi ích nào hết cho cuộc đời này thì chúng ta làm sao? Chạy hoài vậy? Chúng ta sẽ bị... đào thải giống như 6 ông đạo sư này, đến bây giờ ông đâu còn đâu. Mà chỉ còn có đạo Phật tồn tại thôi. Thế cho nên chúng ta thấy là lưu ý lại cái điều này, tức là gì? Không phải đạo Phật tốt đẹp như thế, chúng ta muốn nói gì mà chúng ta nói, chúng ta phải quan sát xem họ căn cơ của họ là gì, trình độ như thế nào và chúng ta mới nói cái gì. Và chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta không đi vào trọng tâm đó thì chúng ta sẽ bị đào thải. Và một cái quan trọng nữa, cái thứ ba nữa là chúng ta thấy được cái gì ở đây? Là chúng ta thấy được một cái quan trọng nữa rằng là đạo Phật đã qua rất nhiều một cái sự gọi là giống như một cái sự tôi luyện này. Được trắc nghiệm, chúng ta thấy là ông A Xà Thế mà ông ấy đi tất cả
các cái đạo sư thời bây giờ, ông đã hỏi tất cả các đạo sư thời bây giờ mà không có chấp nhận bất kỳ một quan điểm nào hết. Và đến gặp Đức Phật đó thì ông ấy đã thay tâm đổi dạ, và chúng ta thấy là ông ấy đã trở về với Đức Phật. Thì ông là một cái người rất là thông minh, và rất là ngay cái câu hỏi ông đặt ra là chúng ta đã thấy là một cái con người rất là thiết thực và rất là đi vào vấn đề rồi. Và tất cả những cái đạo sư thời bây giờ đó là không có đem lại được cái thỏa mãn cho ông ấy, và ông ấy đã rút lui, tức là không có bác bỏ họ, nhưng mà ông ấy đã không có tán thán cái quan điểm đó, và ông ấy cuối cùng là ông đến với Đức Phật. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần thứ hai của bài kinh là lợi ích thiết thực của một sa môn. Sao ạ? À đúng rồi, chúng ta có nghe qua cái giai thoại về ông Nga Xà Thế rồi đúng không? Tức là đã con người đã có tu tập, đã có căn cơ rồi. Đức Phật nói rằng lần đấy, sau cái bài kinh này đó, Đức Phật nói rằng nếu như không vì cái tội tiết ra đó thì ông đã đắc quả tu đạo hoàn rồi. Thì chúng ta đi xong cái phần đối thoại này. Sang phần 2 của bài kinh là cái gì? Lợi ích thiết thực của một vị sa môn. Ở trang số 66 phần 34, chúng ta còn bao nhiêu phút này? 5 phút thì đi cái thiết thực thứ nhất đây. Ở trang số 66 phần 34, ở đây thì ông ấy, sau khi mà ông ấy, Đức Phật hỏi rằng là cái câu hỏi đã đặt ra cho những ai chưa, thì ông nói rằng là ông ấy đã đi hỏi 6 vị đạo sư nổi tiếng thời bấy giờ, là 6 ông vị đạo sư mà chúng ta đã vừa đi qua. Và ông nói rằng là những vị đạo sư này trả lời không có làm thỏa mãn cái điều mà con quan tâm. Con hỏi trái xoài thì trả lời trái mít, tức là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Còn bây giờ thì con cũng đến với Đức Phật và cũng đặt ra một cái câu hỏi giống như vậy, tức là cái lợi ích thiết thực của một vị sa môn là cái gì. Thì Đức Phật này, chúng ta biết là ở đây Đức Phật đã trả lời rất là hay. Ở trang cuối của trước 35 đó, cái gạch đầu dòng trước 35, chúng ta thấy không? Đại vương có thể được, tức là sau khi ông hỏi rằng là lợi ích của sa môn là gì đó, thì Đức Phật trả lời rằng là đại vương có thể được. Này đại vương, ta sẽ hỏi đại vương về vấn đề này, đại vương hãy trả lời tùy theo ý muốn của đại vương. Chúng ta thấy là Đức Phật trả lời bằng cách gì? Hỏi lại. Chúng ta có mấy cách trả lời, thế là chúng ta học một chút tiếng Anh nhé. Nếu chúng ta muốn thì thêm Nếu chúng ta ngắn gọn thì chúng ta chỉ cần thế này thôi. Tức là 4 types of questions, tức là 4 loại câu hỏi. Còn nếu mà chúng ta muốn một cách cụ thể nữa thì thêm cái phần đầu tiên này là The Buddha's approach to the 4 types of questions, tức là cách Đức Phật trả lời những câu hỏi. Thì gồm có 4 cái. Là cái thứ nhất là cái gì? Trực tiếp, đúng rồi. Categorical answers, tức là trả lời trực tiếp hoặc là trả lời thẳng. Tức là hỏi A, trả lời A. Rồi thứ hai là cái gì? Phân tích. Analytical answer, tức là trả lời bằng cách phân tích. Rồi cái thứ ba là cái gì nhỉ? Hỏi lại.
Tức là hoàn ngược lại giống như ở đây đó. Rồi cái thứ tư là cái gì? Im lặng dịch làm sao ấy? Silent hả? Silent, nhưng mà đây chúng ta không dùng chữ silent. Question put aside, tức là đặt ra một bên, không có quan tâm. Là những cái câu hỏi siêu hình đó. Rồi có bốn cách Đức Phật trả lời câu hỏi, đó là trả lời thẳng, categorical answers, rồi trả lời bằng cách phân tích ra một cách giống như cái bài kinh gì mà hỏi tỳ kheo, cái ông Du Siêu đến hỏi tỳ kheo đến hỏi nghiệp mà vị tỳ kheo thì đó, thì ông ấy trả lời vòng vòng. Đức Phật nói rằng là cái câu hỏi đó cần phải phân tích mà trả lời vòng vo đó. Cái bài kinh Trung Bộ thì đã không nhớ tên, thì Đức Phật nói là cái câu hỏi đó phải phân tích ra. Đây là nghiệp thì có, tức là có bốn loại á, tức là làm thiện mà sinh trốn thiện, rồi làm thiện sinh ác, rồi làm ác sinh thiện, rồi làm ác sinh ác đó. Thì cái thứ hai tức là chúng ta trả lời bằng cách phân tích chi tiết ra. Với những cái người mà họ có trình độ và có học vấn đó, mà chúng ta trả lời khơi khơi, trả lời là Đức Phật có phải là có lịch sử không, chúng ta trả lời có, không có chịu, mà chúng ta phải phân tích rằng là đây này, Lâm Tỳ Ni là có cái này hay có cái kia, chúng ta phải phân tích ra. Rồi cái thứ ba là cross questioning, tức là hỏi ngược lại. Cái lợi ích của hỏi ngược lại là gì, tức là tiếp theo chúng ta sẽ thấy đó, Đức Phật hỏi ngược lại ông ấy cái điều này ấy, để cho ông ấy khẳng định rằng cái đó là ông ấy đồng ý cái điều đó, xong bắt đầu Đức Phật mới phân tích ra, mà khi ông thấy đúng là ông bắt buộc phải chấp nhận thôi. Và nếu như mà không chấp nhận ấy, thì là ở trong bài kinh này cũng có nói đó, nếu mà không chấp nhận là không biết bài kinh này hay bài kinh sau đó, nếu mà ba lần Đức Phật hỏi không chấp nhận là đầu sẽ bị bể làm ba. Chúng ta sẽ có cái đoạn đấy, không biết ở bài nào đó. Vì trong đây là kinh Trường Bộ, phần lớn là những cái cuộc hội thoại của Đức Phật với ngoại đạo đó, cho nên là nhiều người họ cứng đầu lắm. Rồi thứ tư là question put aside, tức là có những cái câu hỏi mà Đức Phật sẽ không có trả lời. Và chắc hôm nay chúng ta dừng ở đây nha. Chúng ta có câu hỏi gì thắc mắc gì không? Sao ạ? Cái gì hết? Hiểu hết rồi. Vậy là rồi quá rồi. Bài kinh hôm nay cũng dễ hiểu mà. Chi kiến của 6 ông lục sư là tà đạo thôi, còn mình là chánh đạo mà. Mình có chánh kiến là mình phải hơn các ông ấy chứ. Chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.